Xin chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa tự do dân chủ văn minh và thịnh vượng không còn nữa, thay vào đó là sự kìm kẹp của một chế độ cộng sản vô nhân bản, bắt bớ tù đầy, cướp đoạt tài sản. Người dân miền Nam vào thời đó hoàn toàn trở thành trắng tay. Nạn đói khổ lan tràn trên khắp toàn miền, khiến người dân miền Nam phải đi tìm cuộc sống mới. Đó là họ phải vượt biên đi tìm tự do. Có nhiều trăm ngàn người đã bỏ xác trên biển Đông, ngã mình trên rừng vắng. Cũng có hàng trăm ngàn người đã chịu nhục nhằn. Nhưng cả triệu người không chùn bước lũ lượt ra đi, chấp nhận hiểm nguy. Bất kể sinh mạng liều chết ra đi, tự do chất chứa cái quyền được sống làm người, nhưng quyền ấp ủ cuộc sống no lành. Đường đi tới tự do gian nan phủ đầy máu lệ, thịt xương vương vãi dọc đường, những gì thuyền nhân bộ nhân Việt Nam đã trải qua chưa một lần xảy ra trong nhiều nghìn năm lịch sử của loài người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Viên sĩ quan Việt Nam Cộng hòa bị cộng sản bắt đi tù cải tạo, để vợ và hai con nhỏ bơ vơ. Sau khi anh ra tù thì người vợ của anh sinh thêm một đứa con gái. Gia đình có người bạn thân là người Tàu có đường dây vượt biên. Vì vợ mới sinh con nên gia đình anh quyết định để anh đi vượt biên cùng hai đứa con trai trước. Người vợ cùng con gái mới sinh ở lại. Chuyện vượt biên của anh ra đi vào năm 1980, đến được Mã Lai an toàn. Một năm sau, tức là năm 1981, người vợ ập con gái đi theo đường dây vượt biên của người bạn Tàu. Thuyền ra biển Đông thì bị hải tặc Thái Lan tấn công hãm hiếp và sát hại. Vợ con của viên sĩ quan Việt Nam Cộng hòa đã bị hải tặc Thái Lan sát hại và đã nằm xuống đáy biển. Trong chuyện vượt biên này, câu chuyện có tiêu đề Tháng Tư và Quê hương thứ hai, tác giả Đoàn Thi. Mời quý thính giả lắng nghe. Ngày 30 tháng 4, tên giặc nằm vùng yêu cầu quân cản chính Việt Nam Cộng hòa buông súng đầu hàng Cộng sản Bắc Việt. Đó là phát súng cuối cùng bắn vào đầu người công nhân miền Nam Việt Nam. Hơn 20 năm chiến đấu cho tự do, bao nhiêu thế hệ cha anh hy sinh tuổi xuân sống chết tàn phế vì tổ quốc, để cuối cùng bị tên phản quốc dồn đến đường cùng, ê chề đắng cay để trào nước mắt tủi nhục. Sau vài ngày loạn lạc, miền Nam như bãi tha ma, xác chết đỏ đay dọc đường, chạy giặc ngay trên quê hương mình. Cuộc chiến cuối cùng giữa lòng Sài Gòn, xác chết từ ngoài ô vào tận thành phố. Người sống chạy chạy mãi, niềm tin rối rụng dọc đường đến cạn kiệt. Khi họ chạy đến điểm dừng cuối cùng của đất Việt, phía trước là biển cả bao la, giấc mơ tự do xa dần, mịt mù ngàn khơi. Cộng sản Bắc Việt chơi cụ lừa thế kỷ, lấy mạng cựu quân cản chính Việt Nam Cộng hòa trong trại tù cải tạo, khiến không ít người bỏ xác nơi rừng sâu nước độc, bị hành hạ đến chết. Có sống sót trở về cũng tàn phế kiểu theo nghĩa nào vẫn đúng. Bố tôi lúc còn sống, sau Tháng Tư đen, một lần gặp gỡ bạn bè, các cụ đấm ngực tự trách quân dân miền Nam đã đổ bao nhiêu xương máu để hôm nay con cháu phải lãnh chịu hậu quả. Hơn 10 năm trước, tôi có gặp lại vài người bạn của bố tôi bên Mỹ. Hôm đến thăm bác Tân, bác nhắc đến bố
Tôi cặn răng ngăn dòng nước mắt trực trào sợ khơi lại nỗi buồn thiên thu của chú bác thế hệ bố tôi. Bác là bạn thân của bố, được con trai duy nhất là anh Tưởng bảo lãnh qua Mỹ. Lúc đó bác gái đã mất. Anh cùng hai con trai vượt biên đến đảo năm 1980, sau đó đi định cư ở Hoa Kỳ. Giọng bác buồn thiu khi nhắc đến chuyện gia đình anh Tưởng. Tôi biết anh chị trước năm 1975, anh Tưởng cùng đơn vị thiết giáp với anh cả của tôi. Một lần về phép, anh nhận gia đình tôi đến nhà lại gọi thuộc nam anh cả gửi cho bố. Tôi biết anh Tưởng, nhưng không biết chị hôm đến nhà lại thuộc cho bố. Là lần đầu tiên gặp chị trước năm 1975, tôi đã mến tính dễ gần của chị. Đàn bà hai con trong vực mòn con mắt đẹp người đẹp nết. Chị là dược sĩ vừa trong tiệm thuốc tây vừa chăm hai con trai trong lúc anh đóng quân tận miền Trung. Ngày anh Tưởng đi tù cải tạo, tiệm thuốc tây của chị bị cộng sản tịch thu. May còn căn nhà riêng để chị và hai con nhỏ nương nẫu. Cũng như bao vợ lĩnh thì lặn lội chờ trời để kiệt sức, cũng chỉ đủ cơm áo cho con. Sau này có chờ thuộc tay đường Huỳnh Thúc Khạng, chị làm ăn khá hơn. Những rủi ro cuộc vốn khó tránh khi đảng có buôn tranh giành mỗi lại bảo công an Việt Cộng, hộp dân bạn thuộc tay tròn gọi. Chị vô can cũng bị bà lay trắng tay sau cuộc càn quét, khóc hết nước mắt trên đường về nhà. Trắng đêm suy nghĩ mãi sáng hôm sau, hai đứa con gửi nhà nội, chị mượn mẹ chồng ít tiền đi buôn. Một gã chợ lớn thích chị đề nghị hùn vốn, chị lắc đầu một lần hai lần, đến lúc hụt vốn không còn mượn được ai nữa. Chị đành gật đầu chung vốn làm ăn, cộng tác với hẳn, chị làm ăn phát tài sau này. Chị mới biết hẳn nhận phần hùn của công an Việt Cộng nên tồn tại bền lâu. Dù sao hẳn cục là chỗ dựa an toàn của chị trong lúc này. Hai năm chung vốn, tình thầm của gã chờ lỡn càng ngày càng nồng nàn, dù hẳn chưa lên tiếng. Để cắt đứt hy vọng của hẳn, chị thường nhắc đến anh và nói rất mong ngày anh trở về. Từ lúc đó hẳn trở nên ít nói, dù vẫn tiếp tục buôn bạn với chị. Thái độ đó khiến chị mến phục gã không hồ đồ, không lợi dụng chuyện buôn bạn mà làm áp lực với chị. Năm 1978, hẳn rủ chị và cả con đi bạn chính thức với hẳn. Chị từ chối vì không đủ tiền hẳn đề nghị cho chị vay trước trả sau. Chị bảo chờ chồng về mới quyết định được, tội nghiệp gã si tình tiếp tục ôm mối tình căm. Ngày anh được thả về, chị nghỉ bạn ở nhà hai ngày sau, gã si tình ngồi trước ngõ nhà chị chờ chị đi chợ. Chị biết sợ muộn gì hẳn cùng tìm chị. Hôm đó chị bảo tin vui cho hẳn biết, cảm ơn hẳn quan tâm gia đình chị và chị sẽ trở ra chờ tuần sau. Đêm hôm đó chị kể cho anh chuyện buôn thuộc tay, nhờ gã chợ lớn giúp đỡ nên sắm được ít vàng phòng thân. Chị không dạo anh chuyện hẳn thích chị, nhưng chị vẫn không một lòng yêu anh. Vì anh bị quản thúc tại gia nên không thể theo chị ra chợ thuộc tay. Anh thay chị lo cơm nước cho hai con. Chị may mắn có người chồng tự trọng, không hề lận tiện trừng áp vợ để che đậy mặc cảm ăn nhờ cơm vợ. Trở lại chợ thuộc tay, nhưng chị luôn nghĩ đến chuyện đưa anh đi vượt biển nên không còn nhanh nhẹn như lúc trước. Buôn bạn cầm chừng thật thờ như người mất hồn. Niềm vui đoàn tụ với chồng dù nặng hồi, lòng chị luôn đeo theo trọng trách đứa chồng chạy trốn cộng sản. Dù nguy hiểm chết người, nhưng chị biết anh khó sống sót với chế độ cộng sản tàn độc.
Một hôm chị nội vậy gạ cho lỡn ý định lo đưa anh đi vượt biên và nhờ hắn tìm giúp mỗi lại. Sau khi đưa chị đến gặp người tổ chức, chị ra về buồn hiu, bụng liệt chưa đủ cho anh và hai con cùng đi. May mà chị chưa bật mí cho anh biết tin này. Rồi chị cựng bầu, anh chị nửa mừng nửa lo cho các con khó có đường sống với chế độ này. Tuy nhiên hạnh phúc có thêm đứa con đã lấn át nỗi lo của anh chị. Cả hai ước mơ đứa con thứ ba sẽ là con gái. Cái bầu càng ngày càng to. Ngạ cho lợn tuy kém vui vẫn lịch sự chúc mừng chị. Chuyện đưa anh đi vượt biên chị tạm gạt qua một bên, chờ ngày con ra đời rồi sẽ tình với anh. Không đành lòng để chị nặng nề đi buông, anh bảo chị giới thiệu anh về gạ chờ lợn để anh thay chị lo toan cho gia đình. Chị ngạc nhiên hỏi anh không tự ải theo gạ kia đi buông. Anh cười nhìn chị âu yếm, không mang ơn hẳn thì thôi, sao lại ghét người ta? Em đẹp người đẹp nết, gạ không mê mới lạ. Những ngày ở tù cải tạo, anh học được bài học quý giá nhưng cách đạo đức. Mọi quà thường để ban tặng cho chúng ta mà không phải ai cũng nhận biết điều đó để sống cho ra người. Khi em thủ nhận gạ chờ lợn si mê em, anh biết em nói thật, anh thật hạnh phúc tin chắc. Em luôn yêu anh dù anh không còn đeo lon đại ủy hiên ngang như ngày xưa trong quân đội. Tệ hơn là tên ăn bám vợ. Anh thực sự quý mến gạ chờ lợn. Rất đàn ông, rất đoàn hoàng, chi vợ người công khai và chấp nhận là kẻ bên lề khi bị từ khước. Em tin anh đi, hẳn sẽ giúp anh thay em chạy chợ. Mai tang chờ em mời hẳn về nhà cho anh nói chuyện. Không chỉ riêng chị ngạc nhiên trước đề nghị của chồng, gạ chờ lợn trổ mắt nhìn chị hỏi ông muộn theo tôi đi bạn. Chị cười đụng vài, anh có giúp không thì nói, có chữ, biểu mai ông ra đây tôi chị liền mà. Cảm ơn anh, tang chờ, anh theo tôi về nhà nói chuyện với chồng tôi cho tiện được không? Nhờ ở tù trong rừng nên anh tưởng biết nấu ăn dù không ngon như hàng quán ngoài phố, nhưng cũng không tệ. Mâm cơm đại khách có món gà nướng ướp xà ăn với cơm canh chua cả lắc để hai người dùng cơm ngoài phòng khách. Chị xuống bếp ăn cơm với cả con, hỏng nghe hai người nói chuyện. Tiếng anh oang oang kể chuyện ở rừng thỉnh thoảng bắt được rắn ít gà rừng. Đạm tù chia nhau sợ thịt mỏng, nhai mãi không chịu nuốt, sợ mất mùi thịt rừng. Hai gã đàn ông cùng ly cười vui vẻ. Chị mừng thầm hy vọng gã chờ lợn sẽ tận tâm giúp anh buôn bạn. Đàn ông có khác, anh lanh lợi hơn chị nhiều, mua bạn đắt hàng gặp lại bạn cũ. Họ cục chỉ cho anh cung cấp thêm mấy mỗi thuộc tay giữ tình. Vài tháng ra chợ, anh kiếm khối tiền và theo gã chờ lợn mua vàng. Ngày chị sinh con gái, hạnh phúc vỡ òa, đứa con mong đợi như ý anh chị. Dù bé sinh ra trong chế độ, ai cũng muốn chạy trốn, nhưng đứa con của tình yêu đủ an ủi số phận hẩm hiu của anh chị lúc này. Bé Linh như thần hồ mình của bộ, anh làm ăn càng ngày càng phát đạt. Bây giờ anh có cả rộ vàng, lòng anh ôm giấc mơ ra đi nhưng không giảm bàn với chị vì con bé còn đỏ họng. Thôi nôi của bé Linh, gạ cho lợn để chung vui với gia đình vì lâu nay hẳn trở thành bạn thân của anh và không còn xa lạ với gia đình hai bên nội ngoại của cháu. Tàn tiệc anh kẹo hẳn ra sân to nhỏ một lúc, chờ hẳn nộ mẩy chạy ra khỏi xóm. Anh vô nhà phụ trì dọn dẹp bếp nội ngoại bạn bè, một người một bao thơ. Gạ chờ lợn tặng bé Linh sợi dây chuyền vàng. Đêm hôm đó, chờ các con ngủ say,
Anh vào giường gạt tay lên trán, mở lời: "Em nghĩ sao nếu chúng mình đi vượt biên?" Chị quay sang anh hỏi: "Gã chờ lớn đề nghị phải không? Sao em nghĩ như vậy?" "Hắn từng rủ em với cả con cùng đi với hắn và cho em mượn tiền rồi qua đó trả sau. Sau từ chối, nói chờ anh về sẽ tỉnh nên hắn không đã đồng đến chuyện đó nữa. Sau ngày anh trở về, em có theo hắn gặp chủ tàu tìm chỗ cho anh. Lúc đó em không đủ tiền nên không nói cho anh biết. Rồi em cứng bầu bé Linh nên không nghĩ đến chuyện đó nữa. Hắn không rủ anh, hắn nói chuẩn bị đi, em nghĩ sao? Con còn nhỏ quá hay anh đi trước với Toàn và Tín?" "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh muốn biết em có đồng ý không? Liệu mình có đủ tiền không anh?" "Em yên tâm, anh chuẩn bị cho cả nhà nếu em ở lại với mẹ Linh. Em dùng số vàng mua chỗ cho hai mẹ con để tiêu dùng. Chờ anh bảo lãnh đi sau." Gần ngày lên đường, anh chị ăn ngủ không yên, nửa mong ngày anh ra đi, nửa lo bao trắc trở khó lường, nhất là hai đứa con còn nhỏ. Chuyện hải hành năm đó, cha con anh tưởng cập bến an toàn. Anh ở trên đảo hơn một năm trong khi chờ Thanh Lộc đi Mỹ. Một năm sau chuyến đi của anh, chị bể bẻ Linh theo đường dây của ngà tàu chờ lớn, xuống thuyền lên đường, ra khơi an toàn bước vào biển Thái Lan thì bị bọn hải tặc Thái Lan lên thuyền số đàn ông xuống biển cướp bóc hàm hiếp bắt cóc và giết cả phụ nữ nếu ai phản kháng. Khi chúng rời thuyền chỉ còn vài người đàn ông sống sót, họ được chiếc thuyền vượt biên khác vớt lên tàu cập vô đảo Bulau Bidong. Nghe họ kể lại thảm họa hải tặc, anh tưởng gục ngà trước hung tin vợ con anh vùi xác trong lòng đại dương. Kể đến đây, bạc Tân được mắt ràng rùa, đứa con dâu duy nhất mà bạc yêu thương đã ra đi trước sự thương tiếc của gia đình bác, bạn bè của anh tưởng và có cả tôi, dù tôi chỉ gặp chị một lần duy nhất. Không riêng gia đình bạc Tân mà hầu như gia đình miền Nam Việt Nam nào cũng có người bỏ xác trên biển. Em chồng tôi và cô út của tôi đã bỏ xác ngoài biển Đông hơn 40 năm trước trên đường đi tìm tự do. Thằng Tư luôn nhắc nhở: "Chúng ta từ đâu đến đây, chúng ta may mắn hơn người còn lại ở Việt Nam, hạnh phúc hơn người bỏ xác trên biển. Hãy sống xứng đáng với cái giá chúng ta phải trả mới có ngày hôm nay. Hãy tôn trọng và nhớ ơn đất nước đã cứu mang gia đình chúng ta, quê hương thứ hai đã đón nhận và giúp đỡ chúng ta. Nơi đây là điểm dừng cuối đời của chúng ta và là quê hương thực sự của con cháu chúng ta." Kính thưa quý tín giả, trên đây là câu chuyện vượt biên của gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản bắt đi tù cải tạo để vợ và hai con nhỏ bơ vơ. Sau khi anh ra tù thì người vợ của anh sinh thêm một đứa con gái. Gia đình có người bạn thân là người tàu có đường dây vượt biên. Vì sợ vợ mới sinh con nên gia đình anh quyết định để anh đi vượt biên cùng hai đứa con trai trước. Người vợ cùng con gái mới sinh ở lại. Chuyện vượt biên của anh ra đi vào năm 1980, đến được Mã Lai an toàn. Sau một năm, tức là năm 1981, vợ ập con gái nhỏ theo đường dây vượt biên của người bạn tàu. Thuyền ra biển Đông thì bị hải tặc Thái Lan tấn công hãm hiếp và sát hại. Vợ con của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã bị hải tặc Thái Lan sát hại và đã nằm xuống đáy biển lạnh trong chuyện vượt biên này. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.
Thank you.